những cái cây cải nó có cả công sức, tiền bạc của ông bà cụ dồn vào đây. Nhưng ngày hôm nay thì trắng tay thật rồi. Nó sẽ từ từ bị hao thúi luôn ha. Bị hao thúi gì đó. Cái đó nó thúi gì đó. Cái này là hết ngày rồi đó. Nó tới ngày đáng. Bởi vì cái mùa mưa nó bị cái thứ đó cũng nhiều lắm. Đây là những cây cải cùi sậy hay còn gọi là cải làm dưa, đã đến ngày thu hoạch, thương lái thì không mua. Thậm chí khi mà giật bỏ thì chủ đất cũng phải mướn người nhổ làm sạch các luống này để lên vụ khác. Tuy nhiên thời điểm này cải đến mùa thu hoạch không bán được, nỗi lo đau đáu đối với ông bà Sáu ngoài 60. Bà Sáu thì ai thuê gì làm đó ở trên cái nương gãy này. Còn ông Sáu thì hàng ngày chăm bẩm hơn một tháng qua, chỉ mong rằng những cái cây cải mình ươm ra được mọi người thu mua và trang trải cuộc sống hàng ngày. Nhưng ngày hôm nay thì coi như thương lái không mua, mắt trắng, và thậm chí là vốn đầu tư lên gần đến 10 triệu đồng cho cả 1.500 mét vuông vùng cải. Và phía sau lưng Bùi Hồ đây là ông Sáu và bà Sáu. Sở dĩ Bùi Hồ nói như vậy á, vì đây là những cái cây cải nó có cả công sức, tiền bạc của ông bà cụ dồn vào đây. Nhưng ngày hôm nay thì trắng tay thật rồi. Chia sẻ với Bùi Hồ, ông Sáu và bà Sáu nói trong nghẹn ngào và nước mắt: chú ơi, tôi trồng một tháng mấy nay tiền vô gần 10 triệu nhưng mà lại không ai mua. Ngủ mấy ngày qua thì ngủ không được. Và để hiểu thêm về tình cảnh đó, mời cô bác quý anh chị cùng vô đây gặp ông Sáu và bà Sáu, người mà rất quen thuộc trên kênh Bùi Hồ cũng như là Út Đồng Tháp, về hoàn cảnh của ông Nhất, một bà cụ hái ớt mướn nè, làm cỏ mướn. Và ông Sáu thì chỉ có một công gửi đất này để trồng cây cải thôi, nhưng mà bây giờ thì trắng tay rồi. Đây là những cây cải làm dưa, người ta có thể xào chua ngọt được nè đó, người ta có thể để trong những cái cơm sườn đó cô bác anh chị, cơm tấm á, rồi người ta để vô người ta, hoặc là người ta có thể làm những cái chuyện khác nữa. Tuy nhiên bây giờ thì cầm những cái cây cải này mà nghẹn ngào. Ông Sáu, con chào ông Sáu nha. Ông Sáu, ông Sáu, ngừng lại ông Sáu. Ông Sáu ổng hơi lẳng tay á Bùi Hồ. Dạ. Ông Sáu là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 75. 75. Còn bà Sáu? 75. Bà Sáu 75 luôn hả? Ồ, lớn tuổi dữ ha. Dạ. Làm ông Sáu với bà Sáu có mấy người con? Hai người con. Cái cây cải này là mình chăm bẩm bao lâu thì mới có được cái cây cải nó trưởng thành và đến ngày thu hoạch? Cái cây cải này là 35 ngày. 35 ngày là hơn một tháng. Hơn một tháng. Là ông Sáu phải bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, phải chăm bẩm như thế này mới không có cỏ lên đúng không? Dạ. Có mướn người ta làm cỏ không? Làm nhà không chứ, từ người đâu có đâu mà mướn người ta tốn hao nhiều. Mình làm được thì mình cứ làm chứ, để mướn người ta hao nhiều. Qua đây bà Sáu ơi. Hao tốn tiền nhiều. Dạ. Không cỏ này chưa? Dạ không có. Bây giờ những cái cỏ này ông Sáu cứ ở ngoài đồng, ngoài đám gãy mình để mà nhổ lên suốt vậy á. Qua đây bà Sáu. Nhổ cỏ nó cho sạch đâu mà cái đám rẫy của mình nó mới đẹp tốt mà lại. Một công gửi đất cải như thế này là bà ông Sáu phải đầu tư bao nhiêu tiền vốn? Xuống đây đứng đây dưới đầu này. Đầu tư mà tính tổng số trên là khoảng 7 triệu. 7 triệu. À, 7 triệu tiền vốn hơn một tháng qua. Và tiền rồi. 7 triệu đó là mình mua thiếu hay là mình hỏi mượn người ta để mua? Mua mà ký sổ vô tiệm vật tư. Mua ký sổ nha cô bác anh chị. Thiếu tiệm vật tư. Rồi sau đó là được thu hoạch xong bán rồi trả lại. Bán rồi trả cho người ta. Rồi ông Sáu có tâm sự với con là người ta không mua nữa thì sao? Người ta không mua nữa thì mình phải chịu thiếu nợ rồi mình bỏ nó cho đâu còn gì nữa. Dạ. Là mình nhổ cái này mình mướn người ta nhổ. Không, mình nhà thì nó mướn. Mình nhổ, thí dụ như giờ lái nó bây giờ nó ế rồi, lái không còn mua nữa. Thì bây giờ mình đem đổ bỏ vô xong rồi mình làm cái thứ khác. Chứ đâu có là biết cách nào giờ. Rồi tiền vật tư mình thiếu thì tiền nếu cái mùa này mình trả không được thì mùa sau. Mà mùa sau trả không được nữa thì thiếu. Không biết làm sao trả. Mấy ngày qua cây cải của mình càng ngày càng lớn, sắp đến ngày thu hoạch thì không có thương lái mua, ông Sáu có ngủ được không?
Tàn ơi cũng lo lắm chứ ngủ gai gì. Cũng lo dữ lắm chứ ngủ gai gì. Bây giờ thí dụ như nó cũng có hao lại gai đó ha. Nó thúi, nó thúi lại gai chút đỉnh. Còn một số thì còn bị gì hả, nếu mà nó lố ngày tháng cái loại hằng bông mà lố ngày tháng nó sẽ bị hư nhiều. Đúng rồi. Con thấy một cây cây cải nó như nó tàn này nè, cây này nè đúng không? Cây này nó già. Nó già nó lớn, nó gần tàn, cái lá nó cũng to ra. Và nó từ từ nó rụi xuống. Tại cái nó đến cái ngày thu hoạch của nó rồi. Mà cầm cái cải gì nè, do chính tay mình chăm bẩm trên cái ruộng gãy của mình mà mình nhổ đi mình dục, ông Sáu có khóc không? Bây giờ là thấy thì mà thì coi như là phải chịu thôi, chứ thì buồn thì đâu thì cũng có buồn vậy. Bây giờ mình thì nếu thu hoạch mà bán không được, làm mà bán không được thì chắc cũng buồn khổ thôi. Nhưng mà bà mà sự đó mình phải chấp nhận thôi, cái chuyện đó phải chấp nhận thôi. Còn cái cảm giác của bà Sáu thì như thế nào? Thấy chồng mình đi làm để dành dụm tiền trang trải cuộc sống hàng ngày. Ông Sáu thì lại không có đi làm thuê cho người ta mà chăm bẩm cái đám cải rồi lại không bán được, thì cái cảm xúc của bà Sáu như thế nào? Bà Sáu buồn lắm, mà mặn nhiêu đổ cho ổng đám cải này hết trơn rồi, giờ mặn cho người ta giờ buồn quá không nghĩ làm. Mình bị cái tình trạng này lâu chưa? Mùa nào lâu? Một năm một bị một hai mùa hay sao? Tỷ sáng này ổng bị liên tiếp ba mùa luôn. Một mùa đậu, hai mùa cải. Lỗ luôn. Dạ. Rồi giờ ổng chịu trắng tay là ổng chịu, giờ Mạnh Thường Quân phải giúp đỡ giờ ổng được, ổng mừng lắm. Ổng cảm ơn gì lắm, ổng mừng giờ mà ổng cảm ơn. Ông có tiền là ông đi Hồn Quốc Pháp bị bắt một lần cô ba chuột ra đó. Ông Sáu là cũng đi đi làm thiện nguyện, đi nhổ, đi lấy thuốc nam ở ngoài đảo Phú Quốc, cô bác anh chị. Rảnh thì lấy thuốc nam, còn không ấy thì ở nhà là cứ ngoài đồng như thế này suốt nè. Thậm chí cái việc tưới tiêu á, cô bác anh chị thấy không? Đi những cái vàng ống á, đó, đi những cái vàng ống này để mà phục vụ việc tưới tiêu. Rồi hạt giống của cây cải nè. Rồi ông Sáu đỡ công cái là không có mướn người ta để làm cỏ, không có mướn người ta làm cái này làm kia. Rồi tưới xịt nè, rất là nhiều đúng không ông Sáu? Tưới xịt, bón phân nữa. Thật ra là khi mà Bùi Hồ thực hiện cái đoạn clip này dục cái cây cải này của ông Sáu á, thì mong rằng cô bác quý anh chị sẽ thông cảm. Vì đây là cái tình thế bắt buộc này, không có thì vài ngày tới, không có ai mua vài ngày tới, ông Sáu phải chính tay của mình nhổ những cái cây cải này dục xuống sông. Đúng không ông Sáu? Đúng rồi, phải rồi. Bây giờ thì coi như là ở thị trường không có ăn, nó ế quá thế đó, cho nên bắt buộc là mình phải bỏ thôi. Chứ đâu có để 2 tháng, 3 tháng gì được, không được. Bây giờ là cũng nhờ cái chú Hồ tới đây giúp đỡ, thì tôi cũng có cái tấm lòng là cảm ơn là các vị Mạnh Thường Quân nước ngoài. Và thưa với cô bác quý anh chị, sợ gì ngày hôm nay Bùi Hồ có mặt trên cái đám cải này cùng với ông Sáu, bà Sáu. Ngày hôm qua sau khi Bùi Hồ được hỏi á và tìm hiểu thì ông Sáu, bà Sáu về tối đi qua không ngủ luôn. Mừng á cô bác quý anh chị, lấy lại được vốn thôi là mừng. Cải mình lại đem đi tiêu thụ được, đại chia sẻ, san sẻ cho những người khác được, thì cái niềm vui nào bằng, đúng không ông Sáu? Mùa trước ông Sáu lỗ hết, chỉ bán được 4 triệu thôi. Chỉ bán được 4 triệu, lúc đó là 1,5 con bán được 4 triệu, lúc đó là bao nhiêu một ký? Có 1.000 đồng mà mướn của người ta gánh ra là còn lại có 800. Còn lại có 800 đồng ký đó. 1 ký cải là ông Sáu chỉ bán được 1.000 đồng một ký ngay tại vườn. Mướn người ta gánh xuống sông ở dưới kia kìa. Úc Đồng Tháp có thể quay xuống dưới à. Gánh xuống kia là hết 200 đồng một ký. Và vậy thì ông Sáu còn lại chỉ có 800 đồng cho một ký cải. Hết 1,5 con cải này thì ông Sáu chỉ bán được vỏn vẹn 4 triệu đồng cho một tháng. Bán lưng cho trời, bán mặt cho đất. Và kể cả luôn tiền vật tư thì lỗ khoảng 3 triệu đồng. 4 triệu. Lỗ 4 triệu. Cô bác của anh chị thấy không? Làm nông thấy cực không? Cái người làm nông làm gãy như ông Sáu nè, lớn tuổi thì chỉ mong cái cuộc sống an nhàn thôi, vui với ruộng gãy của mình. Nhưng mà đến ngày thu hoạch thì lại coi như là không mua thì mắt trắng. Và ngày hôm qua Bùi Hồ chia sẻ lại có tâm sự với ông Sáu là thấy ông Sáu bán với cái giá 4 triệu, thì Bùi Hồ có trao đổi với lại Mạnh Thường Quân là chú Minh Thiện và cô Diệu Tiền ở Sài Gòn để mua cái đám cải này cho ông Sáu với giá là 5 triệu đồng. Vì sao Bùi Hồ lại mua như vậy?
có phải là mùi hồ để mua để bán lại hay không. Thưa với cô bác anh chị, mùi hồ không phải mua để bán lại, mà mua cả đám cải cho ông Sáu. Mục đích thứ nhất là giải cứu, ủng hộ tinh thần cho ông Sáu làm vụ tiếp theo. Mùa sau có trồng cải nữa không? Không, mùa trời sẽ trồng trước, sợ rồi. Dạ. Sợ. À, giải cứu 5 triệu đồng, và sau đó thì Bùi Hồ sẽ thuê một cái chiếc xe tải hơn 3 tấn chở lên Sài Gòn cho trạm cơm của em Phong Bụi để làm cả dưa cải, làm hoặc dưa là có cải. Thể là chia sẻ lại cho bà con đó. Rồi tại vì em Phong Bụi, trạm cơm của em Phong Bụi là phát cơm cho những cái bệnh viện á, nên Bùi Hồ sẽ mua và vận chuyển lên Sài Gòn đó. Thì nghe mừng không ông Sáu? Thì nghe cũng mừng với cháu mừng. Dạ. Bởi vì tôi nói là các vị mạnh thường quân mà giúp đỡ được và để là tiêu thụ cái đám cải này mà giúp đỡ cho cái phần của tôi làm nó đã lỗ lã mà, nhưng mà rồi tiền vật tư dồn lại mấy mùa rồi mà không có trả được, cho nên bây giờ tôi cũng là mong nhờ là các vị mạnh thường quân giúp đỡ thì tôi cũng rất mang ơn lắm, đặng mà để mà trả nợ. Một ngày ông Sáu là ra ngoài gãy này là làm đến mấy giờ đi ra rồi mấy giờ về, kể cho con nghe được không? Thì coi như là sáng sớm á, thì khoảng chừng là 6:30 là tới cái đám rẫy của mình rồi, thì làm khoảng có lắm lúc là 10 giờ về nhà hoặc 11 giờ về nhà ăn cơm rồi khoảng nghỉ ngơi một buổi trưa đó, vậy khoảng 1-2 giờ nó làm nữa. Chiều mấy giờ mới về? Chiều thì khoảng 5:30 không chừng. Dạ. Rồi sáng là ăn cháo uống cà phê, không ăn cháo uống cà phê sao mà đi làm sớm vậy? Sáng thì có lắm lúc cũng không ăn nữa. Mình thấy thôi giờ để làm đi rồi tới bữa cơm đó rồi có đói thì ăn cơm cho nó đỡ tốn lên chút. Dạ. Còn bà Sáu đi làm thuê cho người ta làm cỏ hoặc là hái ớt mướn á, thì sáng bà Sáu ăn gì? Ăn cháo 10 ngàn. Rồi trưa về bà Sáu nấu cơm cho ông Sáu ăn. Bà ông nấu. Ông nấu. Ông Sáu làm gì trễ để gì nấu. À, có nghĩa là ông Sáu là làm ở nhà thì muốn về giờ nào về thì nấu rồi đợi bà Sáu về ăn. Ông cơm tao mặn. Dạ. Ông cơm tao mặn. Ông Sáu ăn chay. Còn bà Sáu thì ăn mặn. Dạ. Rồi là bà ông Sáu là nấu hai món luôn. Nấu tương nấu mặn luôn. Thì mặn thì bà dì bà làm ăn, còn cơm thì tôi nấu. Dạ. Còn vấn đề mà tương thì có lắm lúc được có đồ ăn thì tôi ăn, không có thì muối tiêu với cơm ăn cũng được. Dạ, nó thấy thương ghê không? Thôi, no bụng được rồi. Thế mà thấy rõ ra mình đi làm từ thiện cũng như các anh em ta đó thì ta cũng vậy. Dạ. Mình thì cũng theo người ta vậy đó. Dạ. Coi cái người của mình á. Dạ. Thì trước hết đó, tôi cũng tự nghĩ là bây giờ mình phải làm sao được cho có đức đặng mà chết. Nói với này cái chết thì không ai chạy khỏi hết. Yeah. Còn sống thì cứ lo cái đời sống của mình, đặng cho có cơm ăn, rồi lo là phục vụ cho đời. Nếu rảnh rỗi thì phục vụ cho đời, cho xã hội. Chuyện nó cũng được. Yeah. Chứ còn thôi đi nội. Rồi mà nếu gì làm như gì á thì lỗ quá rồi, quá lắm lúc rồi thôi cũng buồn lắm, nhưng mà thôi cái phần số của mình nó vậy rồi. Dạ. Cái phần số của mình nó vậy rồi. 75 tuổi là đối với cô bác của anh chị là cái tuổi cần phải dưỡng già, cần phải nghỉ ngơi. Sáng cũng có uống nước trà với lại bạn bè. Tuy nhiên thì ở cái tuổi 75 ông Sáu vẫn còn cặm cụi với lại chăm chút những cái cây cải của mình. Rồi một thời gian qua không ai mua, thì thậm chí là vừa thiếu nợ, vừa cái sản phẩm của mình làm ra thì người ta lại không đón nhận. Một điều gì đó nó cực kỳ buồn, mà khi nghe nói thì chắc có thể là Bùi Hồ và Út Đồng Tháp và mọi người đều muốn chảy nước mắt. Vì cái công sức của mình nó quan trọng lắm, mà người ta lái đến mua rồi hồi lại rồi thấy buồn tuổi ghê lắm. Hôm Sáu ha? Dạ. Rồi bà Sáu có muốn nói gì không? Bà Sáu chút nữa mượn con nó đi xuống dưới Thượng Giang mua bọc. Chứ bọc này bọc bự mà nó không có dù lỗ nuôi cho nó ướt. Dạ. Bà Sáu cho con xin phép hỏi bà Sáu ha. Khi mà bà Sáu đi làm một ngày vỏn vẹn chỉ có 140.000 thôi. Khi mà ông Sáu làm cái đám cải này ra thành phẩm đó bà Sáu, là ông Sáu điện lái không ngô. Lúc đó cái tâm trạng của bà Sáu. Bà Sáu lúc đó bà Sáu bó gói chân rồi, bà Sáu nghỉ mặn luôn.
nghỉ mặn qua bữa nay nè, chứ mai nghỉ luôn rồi nó theo năn nỉ hoài. Buồn quá, buồn ổng ra ổng về nói cải bán không được vợ. Quá buồn à. Mặn mặn như đổ cho ổng hết trơn đó. Dạ. Mặn bữa 200 về 2-3 ngày ổng lấy. Mày đưa tao 300-400 nặng tao đi mua thuốc rồi xịt ba cái rồi. Đi rồi. Ừ. Mặn đi 200 cái ổng lấy đưa này đưa tao 100. Dạ. Đây là cây cải mà nó có dấu hiệu là nó sẽ gùi đi nè cô bác anh chị. Nó thúi rồi đó. Cái cải này nè. Cái đó là thúi rồi đó. Cái này nó nè. Sẽ từ từ bị hao. Nó lên luôn ha. Ừ, bị hao thúi rồi đó. Cái đó nó thôi nó thúi rồi đó. Cái này là hết ngày rồi đó. Nó cái nó tới ngày đáng. Bởi vì cái mùa mưa nó bị cái thứ đó cũng nhiều lắm. Mùa mưa, còn cái mùa đông xuân, cái mùa hạn ha thì ít. Có hai, cũng thúi mà ít. 2 ngày nữa thôi, nếu như mà cái đám cải của ông Sáu không được thu hoạch thì coi như từ từ thúi. Từ mà thúi để đây thì sẽ không được. Ừ. Phải bắt buộc nhổ ra để mà dục ở dưới cái sông Hậu kia. Ở sông Tiền kia. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ cũng kết nối được với chú Thiện Minh và cô Diệu Tuyền ở Sài Gòn để mà san sẻ những cái phần yêu thương cũng như là tiếp thêm động lực cho những người làm nông nói chung và những cái hoàn cảnh mà gặp những cái phải nói là lúc khó khăn nhất như thế này để hỗ trợ cho ông Sáu cùng với bà Sáu vượt qua khó khăn. Ngày mai này thì sẽ tiến hành nhổ cải nè. Và nhổ cải thì cũng sẽ có Út Nhất nhổ thiện nguyện và kết hợp thêm khoảng 3 người nữa. Rồi sau đó là nhổ cải và Bùi Hồ thuê một cái chiếc xe tải chở lên Sài Gòn trong đêm. Chiều đến khoảng hơn 10 giờ thì sẽ có mặt ở Sài Gòn để đến trạm cơm nghĩa tình của em Phan Bụi. Còn bây giờ thì Bùi Hồ sẽ trao cái phần hiện kim cho ông Sáu và Sáu có thêm một cái động lực với số tiền 2 triệu đồng từ chú Thiện Minh và cô Dự Tiền ở Sài Gòn ha. Cái này là đi xuống dưới Bình Giang mua bọc. Dạ. Ấy đây coi chừng nữa con sẽ ngày mới làm mấy ông tiếp làm á. Dạ. Ông Sáu cũng sẽ tiếp làm hả? Ông cứ ra sẽ tiếp làm, còn mấy người kia phải tiếp làm tiếp chứ. Dạ. Bị gì ông Sáu ông không tiền người ta giúp mà. Rồi tính công không? Hả? Tính công không? Bà Sáu tính công không? Ai biết đâu à, thì nó tiếp. Mà mình cũng phải tiếp, mình phải cho tiền nó được phải. Không, nhưng bà Sáu nhổ tiếp là bà Sáu có tính công không? Của không, bà Sáu không? Không, đâu được. Đâu có vụ đó đâu hả? Vợ chồng với hai, một thằng rể với thằng con phải tiếp bà già già. Đâu có mà đâu có tính vụ đó đâu hả? Không có tính đâu. Nói thí dụ như giờ tôi nói cho hồ nghe nè. Đi làm cái việc là xã hội. Nhưng mà làm xong rồi thì trưởng đoàn giữ cái tiền xã hội đó. Rồi giờ ông lấy cái 100-200 đổ xăng chạy về, tao không dám lấy nữa. Không dám nhận số đó rồi. Đi thì phải đem tiền túi theo. Mình đã chuẩn bị sẵn. Nếu mà nhận của mà xã hội thì mình thấy cái chuyện không còn làm từ thiện nữa. Cái chuyện làm của mình đây là mình làm của mình chứ đâu làm của ai. Đúng rồi. Mình làm cho mình mà mình nhận tiền của xã hội thì mình thấy nó cũng khó nghĩ lắm, không được. Cho nên là không là chú Sáu nói là chính xác luôn, không thêm không bớt. Nói y như vậy đó. Ông Sáu 75 tuổi nhưng mà rất là cứng cáp và rất là đẹp trai ha cô bác anh chị. Nhưng mà mấy ngày qua là chắc có lẽ là mòn mỏi thức đêm thức khuya rồi. Cái việc mà lo lắng á, thành thử là vết nhăn nó cũng hằn lên mặt rồi. Ông Sáu ơi, con thay mặt cho chú Thiện Minh và cô Diệu Tiền ở Sài Gòn gửi cho ông Sáu trước 2 triệu đồng để mà có thể xoay sở cuộc sống trong gia đình. Ngày mai này nhổ xong con sẽ bàn giao tiếp được không? Được chứ không? Dạ, đây đây coi như đặt cọc nha. Ở đây là tôi thay mặt cho gia đình của tôi xin là cảm ơn các vị mạnh thường quân bên là từ thiện ở Sài Gòn. Tôi rất là cảm ơn. Dạ. Đây là một trong những rất là nhiều trường hợp mà bà con nông dân làm gãy phải hứng chịu vì đôi khi trồng được mùa thì lại không có giá hoặc là không mua luôn. Mất giá thì được mùa nè. Nó rất là nhiều những cái chuyện nhiêu khơi khác nữa mà những người nông dân phải chịu đựng thôi thì coi như là có duyên với ông Sáu để san sẻ những yêu thương với ông Sáu. Chúc ông Sáu bà Sáu luôn có sức khỏe dồi dào ha.
Còn ngày mai mình sẽ tiến hành mình nhổ lúc mấy giờ? Thì khoảng chừng 7 giờ là bắt đầu nhổ làm. Dạ. Nhổ làm rồi di chuyển xuống đó. Dạ. Xuống đó xuống chứ vỏ mới chở lên chỉnh cho đừng chuyển lên xe cho hộp. Dạ. Ngày mai là nhổ làm sao đến 5 giờ chiều con bốc hàng lên xe. Không, khoảng chừng là 12 giờ là tối đó. Thôi vậy thì nhổ trễ một tí xíu. Tại vì xe con lên Sài Gòn á là lên Sài Gòn là khoảng sau 10 giờ mới vô Sài Gòn được. Vậy đó. Dạ. Như vậy là tính là khoảng 10 giờ nhổ cũng được. 11 giờ sáng sớm á, nhổ thì nó mát. Bây bây giờ tao tính với hồ gì. Dạ. Ở đây tao biết bây giờ tao làm đi. Dạ. Rồi tao chuyển lên đó, tao để đó. Dạ. Rồi tới giờ xe lại chở đi chờ nào cũng được. Dạ dạ. Bây giờ sao nói gì nè, bây giờ vô bọc vô ký hả, vô thí bọc vô. Vô một bọc đầy đi 10 ký, bọc 10 ký đó mình vô đầy bọc được rồi, khỏi cần cân. Khỏi cần cân ha. Dạ cho nó khỏi cũng được rồi, được rồi. Trên 10 ký cho nó mau chút khỏi cân. Mau khỏi cân. Vậy là tao mua bọc bự vậy. Mua bọc 10 ký thôi. Thì bọc 10 ký đó. Bọc 10 ký. Bọc 10 ký. Con nhỏ thôi nó dạch nó nặng. Thí dụ như giờ mình làm cái này là coi như là từ thiện, thí dụ như giờ của người ta thì chính xác là 10 ký là 10 ký. Không chê dịch. Còn cái này thí dụ như 9 ký rưỡi cũng được, hoặc là 10 ký 2, 10 ký rưỡi cũng được. Dạ, không sao hết. Thí dụ vậy. Dạ. Thôi thì bây giờ thì Bùi Hồ sẽ qua thăm một nhân vật khá là đặc biệt, đó là Út Nhất đang làm đang hái ớt ở bên kia. Còn bây giờ thì xin chân thành cảm ơn tất cả các cô bác quý anh chị, cảm ơn chú Thiện Minh và cô Dự Tiền ở Sài Gòn đã đồng hành với Bùi Hồ trong đoạn video clip ngày hôm nay.